Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đây là bản tin quốc tế được phát sóng lúc 17 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất của cơ quan y tế ở giải Gaza, ít nhất 21.320 người tại đây đã thiệt mạng kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát hôm ngày 7 tháng 10. Cuộc chiến này cùng với xung đột kéo dài gần 2 năm tại Ukraine được xem là điểm nóng xung đột căng thẳng nhất toàn cầu trong năm 2023. Tuy nhiên, trong năm 2024, thế giới nhiều khả năng sẽ chứng kiến thêm nhiều địa điểm có nguy cơ bùng phát xung đột dữ dội khác. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiểu mục tiêu điểm quốc phòng. Nhưng trước hết, mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với những tin nhanh đáng chú ý. Theo hãng tin Yonhap, trong ngày 28 tháng 12, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tới thăm doanh trại của Sư đoàn Bộ binh Lục quân số 5 ở tỉnh biên giới Yongcheon, cách thủ đô Seoul 60 km về phía Bắc. Tại đây, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã ra lệnh cho các binh sĩ ngay lập tức đáp trả các hành động khiêu khích và báo cáo lại sau. Tổng thống Hàn Quốc cũng thăm hỏi và trò chuyện cùng các binh sĩ, đồng thời cam kết chính phủ sẽ sớm giải quyết các khúc mắc về phúc lợi quân sự, bao gồm việc tăng lương. Ngày 28 tháng 12, máy bay chiến đấu không người lái mới của Thổ Nhĩ Kỳ Ankara đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Theo thông báo của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đã đạt tốc độ là 77 m/s, độ cao là 2,4 km trong chuyến bay kéo dài 1 giờ 10 phút. Ankara mở ra một cột mốc mới trong lĩnh vực máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ với các đặc trưng nổi bật như là tốc độ bay cao, khả năng chuyên chở lớn và hoàn toàn vô hình trước radar của đối phương. Lực lượng Hoa Kỳ ngày 28 tháng 12 đã bắn hạ một máy bay không người lái UAV và một tên lửa đạn đạo chống hạm ở phía nam Biển Đỏ do phong trào Houthi ở Yemen phóng. Không có thiệt hại hay thương tích nào trong vụ việc. Đây là lần thứ 22 lực lượng Houthi tìm cách tấn công hoạt động vận tải biển quốc tế kể từ ngày 19 tháng 10. Cùng ngày, Hoa Kỳ đã áp đặt trừng phạt một cá nhân và ba công ty có trụ sở ở Yemen và Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tài chính hỗ trợ Houthi. Ngày 28 tháng 12, các nguồn tin cho biết một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Hy Lạp đã bị trúng thủy lôi ở Biển Đen. Vụ việc khiến ba người bị thương gồm thuyền trưởng, thuyền phó đều là người Hy Lạp và một đầu bếp người Ai Cập. Tàu treo cờ Panama và đang trên hành trình đến một cảng ở Ukraine để chở ngũ cốc. Hiện tàu lai rắt đã được điều đến hiện trường để đưa tàu gặp nạn về cảng trên. Cũng trong ngày 28 tháng 12, tại ngày họp thứ 3 của hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã phân tích chính sách của Đảng Lao động Triều Tiên triển khai trong năm 2023 về việc cung cấp đồng phục học sinh, túi sách và giày cho tất cả học sinh, đồng thời kêu gọi nâng cao tinh thần trách nhiệm trong ngành công nghiệp nhẹ liên quan đến sản xuất nhu yếu phẩm cho học sinh. Đảng Lao động Triều Tiên cũng kiểm tra việc thực hiện ngân sách nhà nước năm nay và thảo luận về đề xuất ngân sách năm 2024. Sau gần 32 năm đóng cửa, Nga đã chính thức mở cửa trở lại Đại sứ quán tại Burkina Faso vào ngày 28 tháng 12. Đại sứ Nga tại bờ biển Nga, ông Alexei Satykov cho biết Tổng thống Nga Putin sẽ bổ nhiệm người đứng đầu sứ quán mới và ông sẽ tạm thời phụ trách Sứ quán Nga tại quốc gia Tây Phi này trong thời gian quá độ. Ông Satykov gọi Burkina Faso là đối tác lâu đời, có mối quan hệ vững chắc và thân thiện. Bên cạnh hai điểm nóng chiến sự của năm 2023 là Gaza và Ukraine, Tổ chức Phi lợi nhuận Ủy ban Cứu trợ Quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ vừa công bố danh sách theo dõi khẩn cho năm 2024. Theo đó, IRC ghi nhận 20 quốc gia có nguy cơ suy giảm an ninh cao nhất. Điều đáng nói là những quốc gia này chỉ chiếm khoảng 10% dân số thế giới, nhưng lại chiếm tới 86% nhu cầu nhân đạo toàn cầu, 70% số người phải di rời và tỷ lệ ngày càng tăng. Each
Danh sách theo dõi khẩn cấp năm 2024, IRC lần đầu tiên chỉ ra 8 trên 10 quốc gia có nguy cơ hàng đầu về bùng phát xung đột trong năm 2024 đều nằm ở châu Phi. Theo IRC, trong khi một số quốc gia châu Phi đạt được sự cải thiện nhanh chóng về mức sống, thì xung đột, đảo chính và nghèo đói vì biến đổi khí hậu đang gia tăng ở mức báo động ở một số quốc gia. Kể từ năm 2010, số nhóm vũ trang đã tăng gấp đôi trong số các quốc gia châu Phi thuộc danh sách theo dõi của IRC và gần một nửa trong số những quốc gia này cũng đã trải qua quá trình chuyển giao quyền lực vi hiến trong 5 năm qua. Đáng chú ý, Sudan vốn là quốc gia không có mặt trong danh sách này của IRC trong năm ngoái, nhưng hiện tại lại đang đứng đầu danh sách sau cuộc nội chiến leo thang hồi tháng 4. Đến nay, xung đột khiến hơn 12.000 người thiệt mạng và hơn 7 triệu người Sudan phải sơ tán, trong đó hơn 1,5 triệu người chạy nạn ra nước ngoài. Nhiều quốc gia trên khắp Sahel đã trải qua một loạt các cuộc đảo chính quân sự trong vài năm qua, một phần là do tình trạng bất ổn ngày càng tăng khi các chính phủ nỗ lực giải quyết cuộc nổi dậy của phiến quân Hồi giáo đang lan rộng khắp khu vực. Trong khi đó, cuộc bầu cử hỗn loạn vào tuần trước tại Cộng hòa Dân chủ Congo đánh dấu khởi đầu một chu kỳ bầu cử mới sẽ tiếp tục đến năm 2024 trong bối cảnh dễ rạn nứt. Đứng thứ hai trong danh sách của IRC là các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine. Các tiêu đề báo chí ngày nay chủ yếu tập trung vào cuộc khủng hoảng ở Gaza, có lý do chính đáng cho điều đó. Hiện tại Gaza là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với người dân thường. Báo cáo được đưa ra sau khi số người cần viện trợ nhân đạo trong năm nay tăng lên 300 triệu người, trong khi số người buộc phải rời bỏ nhà cửa tăng vọt lên 110 triệu người. Đây là thời điểm tồi tệ nhất khi thế giới phải đối mặt với rủi ro khí hậu, ngày càng tăng các khu vực xung đột và nợ công, suy giảm hỗ trợ quốc tế. Trước đó, nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế từng cảnh báo tỷ lệ tử vong do xung đột trên toàn cầu đang ở mức cao nhất kể từ năm 2000. Tất cả các cảnh báo đỏ đều ở đó, và trên hết, thiếu phương tiện để giải quyết xung đột. Có rất nhiều cạnh tranh địa chính trị và ít mong muốn giải quyết những xung đột chết người này. Một điểm đáng chú ý khác trong danh sách của IRC là Ukraine chỉ nằm ở vị trí 19 trên 20. Quan điểm này được một số nhà quan sát đồng tình khi cho rằng kịch bản cuộc chiến ở Ukraine khó có thể kết thúc trong năm 2024, nhưng chắc chắn sẽ chịu tác động rất lớn từ hai cuộc bầu cử ở Nga và Hoa Kỳ. Trong khi Nga và Ukraine nhiều khả năng sẽ vẫn duy trì các mục tiêu quân sự, thì chính sách của Hoa Kỳ sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc ai là người chiến thắng cuộc bầu cử tháng 11 năm sau. Máy bay vũ trụ robot X-37B tuyệt mật của quân đội Hoa Kỳ vừa cất cánh từ một bãi phóng ở bang Florida, Hoa Kỳ vào đêm ngày 28 tháng 12 theo giờ địa phương. Đây là sứ mệnh thứ 7 của X-37B, nhưng là chuyến đi vào không gian đầu tiên của máy bay vũ trụ này bằng tên lửa đẩy Falcon Heavy mạnh hơn của hãng SpaceX. Tên lửa đẩy mới Falcon Heavy có khả năng mang tải trọng thậm chí còn nặng hơn máy bay vũ trụ tuyệt mật của quân đội Hoa Kỳ, di chuyển xa hơn vào không gian và có thể đi vào quỹ đạo địa tĩnh cách trái đất hơn 35.000 km. Trong các sứ mệnh trước đây, X-37B chỉ có thể di chuyển đến quỹ đạo thấp của trái đất ở độ cao dưới 2.000 km. Vụ phóng diễn ra sau hơn 2 tuần gặp trục trặc và bị trì hoãn. Nhà chức trách đã buộc phải hủy bỏ 3 nỗ lực phóng trước đó vì thời tiết xấu và các vấn đề kỹ thuật không xác định, khiến các đội kiểm soát dưới mặt đất phải đưa X-37B quay trở lại nhà chứa máy bay trước khi thử lại vào ngày 28 tháng 12. Trong khi đó, Trung Quốc đã thành công đưa máy bay robot không gian có tên gọi Thần Long cách đây 2 tuần và bắt đầu sứ mệnh thứ 3 trên quỹ đạo kể từ năm 2020, đánh dấu một bước ngoặt mới cho sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa hai cường quốc trong không gian. Lầu Năm Góc tiết lộ rất ít chi tiết về sứ mệnh X-37B do lực lượng không gian Hoa Kỳ thực hiện theo chương trình phóng thiết bị vào không gian phục vụ an ninh quốc gia của quân đội. Theo một tuyên bố của Văn phòng Năng lực Nhanh của Không quân Hoa Kỳ hồi tháng trước, sứ mệnh thứ 7 của máy bay vũ trụ này sẽ bao gồm các thử nghiệm về những chế độ quỹ đạo mới, các công nghệ nhận thức miền không gian trong tương lai. Phát biểu như vậy đã khiến một số nhà phân tích trong ngành và những người quan sát nghiệp dư suy đoán X-37B có thể gắn với một quỹ đạo hình elip quanh trái đất hoặc thậm chí một con đường dẫn tới vùng lân cận mặt trăng, vùng không gian ngày càng thu hút sự quan tâm của Lầu Năm Góc. X-37B là phương tiện do hãng Boeing chế tạo, có kích thước gần bằng một chiếc xe buýt nhỏ và giống một tàu con thoi thu nhỏ. Máy bay vũ trụ này được thiết kế có thể mang nhiều tải trọng khác nhau và tiến hành các thí nghiệm công nghệ trong những sứ mệnh dài ngày trong không gian.
Khi kết thúc nhiệm vụ, X-37B trở lại bầu khí quyển để hạ cánh trên đường băng, giống như một máy bay thông thường. Không quân Hoa Kỳ chưa bao giờ chia sẻ vị trí của X-37B khi máy bay trên quỹ đạo. Chức năng nhiệm vụ của nó cũng thường được giữ kín, nên luôn là chủ đề đồn đoán, gây tò mò đối với các chuyên gia quân sự và những người quan tâm khác. Sáng nay ngày 29 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Tòa án cấp cao bang Maine của Hoa Kỳ ra phán quyết loại cựu Tổng thống Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này do vai trò của ông trong vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội hồi tháng 1 năm 2021. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao bang Maine khẳng định ông Trump đã kích động một cuộc bạo loạn khi phát tán thông tin sai sự thật về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, sau đó hối thúc những người ủng hộ biểu tình tại đồi Capitol ngăn cản các nghị sĩ thông qua kết quả bầu cử. Sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021 là chưa từng có và vô cùng đáng buồn. Đó là cuộc tấn công không chỉ vào đồi Capitol và quan chức chính phủ, mà còn nhằm vào thượng tôn pháp luật. Các bằng chứng cho thấy cuộc tấn công xảy ra theo chỉ thị của Tổng thống sắp mãn nhiệm. Ông ấy biết rõ và ủng hộ việc đó. Hiến pháp Hoa Kỳ không dung thứ cho hành vi tấn công vào nền móng của chính quyền. Ông Trump nhiều khả năng sẽ kháng cáo lên tòa thượng thẩm của bang và Tổng thư ký Bellows cũng hoãn thi hành quyết định cho đến khi tòa đưa ra phán quyết. Giới quan sát nhận định quyết định của bang Maine chỉ áp dụng cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa vào tháng 3 năm sau, nhưng có thể ảnh hưởng tới vị thế của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 năm 2024. Phán quyết của bang Maine cũng gây thêm áp lực lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ nhằm đưa ra quyết định cuối cùng về tư cách hợp lệ của ông Trump trên toàn quốc. Trong một tuyên bố, nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết sẽ sớm tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm phản đối và ngăn phán quyết trên có hiệu lực. Với phán quyết trên, Maine trở thành bang thứ hai của Hoa Kỳ cấm cựu Tổng thống Trump tham gia bầu cử sơ bộ để lựa chọn ứng cử viên giành tấm vé đề cử của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống năm sau. Trước đó, ngày 19 tháng 12 vừa qua, Tòa án phúc thẩm bang Colorado cũng ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Trump sẽ không thể tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ lựa chọn ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa tại bang này. Theo quy định, ông Trump sẽ có quyền kháng cáo phán quyết của Tòa án Colorado cho đến ngày 4 tháng 1 năm 2024. Quyết định hai bang này đều dựa trên mục 3 của tu chính án thứ 14, vốn được phê chuẩn sau cuộc nội chiến Hoa Kỳ, trong đó quy định rằng các quan chức tham gia nổi loạn không thể giữ chức vụ trong tương lai. Tuy nhiên, điều khoản này rất mơ hồ và không nói rõ lệnh cấm sẽ được thực thi như thế nào. Đây là lần đầu tiên tu chính án thứ 14 được sử dụng để loại một ứng cử viên tổng thống khỏi cuộc tranh cử và bỏ phiếu. Việc Colorado rồi tới Maine đưa ra quyết định này có thể sẽ khuyến khích các tòa án hoặc thư ký tiểu bang khác hành động. Đây là mối đe dọa lớn với khả năng tranh cử của ông Trump. Tuy nhiên, tôi nhắc lại rằng đây vẫn chưa là phán quyết cuối cùng. Ông Trump bị truy tố cấp liên bang và ở bang Georgia vì cáo buộc nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, nhưng không bị truy tố liên quan đến vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội. Cựu Tổng thống hiện dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận với cách biệt lớn trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng Hòa. Trong thời đại 4.0, bất cứ thứ gì cũng có thể số hóa, kể cả các tác phẩm nghệ thuật. Mới đây, bức tượng người suy tưởng nổi tiếng của Rodin đã được tái sinh với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, khiến nó có thể trả lời các câu hỏi về nhiều chủ đề khác nhau. Và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Được đặt trên một con phố sầm uất ở thành phố Santiago, Chile, bức tượng này thu hút sự chú ý của không ít người dân địa phương và du khách bởi nó không chỉ có vẻ ngoài giống bức tượng người suy tư nổi tiếng mà còn có thể nói chuyện. Bạn nghĩ sao về trí tuệ nhân tạo? Là viễn cảnh máy móc có thể hiểu và bắt chước con người. Liệu chúng ta có Thế chiến thứ ba hay không? Khả năng xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba khiến chúng ta phải suy ngẫm. Được biết, đây là tác phẩm của một studio sáng tạo Bla, được đặt tên là Người suy tư của tương lai. Bức tượng được làm từ kim loại, cao 3,2 mét và nặng tới 250 kg. Theo các nhà sáng chế, nó có thể trả lời các câu hỏi về biến đổi khí hậu, thời tiết hay phạm vi của trí tuệ nhân tạo. Họ kỳ vọng rằng tác phẩm sẽ xóa bỏ định kiến về AI và đưa công nghệ đến gần với con người hơn.